Xin chào bác nhá. Hôm nay em lại tiếp tục có hàng cốt cơ, hàng cốt cơ, hàng bãi xịn của DBX các bác nhá. Hàng cốt cơ, đấy, hàng bãi xịn của DBX các bác này. Mặc dù là bên kia người ta đã dùng khá là lâu rồi, đấy, nhưng mà cái chất linh kiện, chất mạch của nó vẫn còn rất là mới các bác. Đấy, những cái con hàng bãi xịn ấy thì mạch lúc nào nó cũng làm cái vỉ mạch mà cái màu nó nâu đậm hơn một chút rồi các bạn này. Đấy. Nó dùng lâu rồi nhưng mà tất cả những cái chân linh kiện của hãng xịn các bạn này, không một chân con nào bị han gì cả. Đấy, con này là 3 quay các bác nhá. Nếu sit tail là 2 quay, còn mono thì nó là 3 quay các bác nhá. Đấy, các bác nào mà dùng mixer ấy mà chưa có cắt súp ấy thì lấy con này về cắt súp hoặc là cắt full đều ok hết các bạn. Những cái con bãi xịn này thì chất lượng của nó hay hơn những con hàng mới, hàng nhái rất là nhiều các bác nhé. Nó cắt rất là sạch. Đấy, đây là cái cắt tải. Đấy, hàng em bán ra thì bao ngon bao zin cho các bác chơi nhé. Đây là em có mỗi hai cái rắc đằng sau này của nó đây. Đằng sau của nó là rắc 6 ly các bác này. Đấy, bây giờ em tìm đây có hai cái rắc 6 ly nên em thử từng kênh một. Đấy, tất cả các cái con em bán cho các bác thì em đã thử test ngon lành hết các bác nhé. Các bác về các bác kiểm tra thoải mái trước khi các bác thanh toán. Em bán cho các bác chơi với cái giá là 1 triệu một con, em bao ship các bác nhé. Bác nào chuyển khoản thì 900 nghìn một con. Em chỉ có hai con thôi. Đấy, bác nào mà đang cần cốt cơ thì liên hệ với em được số điện thoại 0967851866. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo.